Ai là ca đoàn nơi Josh? Có mấy thành viên của ca đoàn? Mấy thành viên của ca đoàn lên hát chung với chúng tôi. Bất cứ nhà thờ nào xin mời lên đây. Josh, Josh Việt, I'm up here. Come up here lên hát bài dễ lắm. Có ai ở nhà thờ chính tòa không? Có ai nhà thờ chính tòa đâu? Đây. Josh, bà xã lên này, chẳng nhẽ ông xã không lên à? Saint Columban. Được, ai lên hát bài này? Bài này là chúng ta đưa cơ hội để giới thiệu với đồng bào. Ok. Yeah, có Huy Tuấn ở đây là hết sảy rồi. Rồi có chị Bích Vân nữa này. Tuấn là ca sĩ. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, răng gieo tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương. Chúa ơi, xin thương ai đoan trường. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.